好機人士。用木用吧。Em chắc là để mà chọn hai cái đấy thì cảm tính thôi anh ạ. Cảm tính khi là thích có vẻ cái trên đập vào mắt hơn anh ạ. Đập vào mắt hả? Đập vào mắt hơn. Cái dưới thì tạo dáng hay như thế nào đấy. Còn nếu mà gọi là anh hỏi luôn thì trong đầu em sẽ nảy lên cái trên thôi. Thấy không? Ý mình là muốn nói là cái đó là mà khi mà mình ví dụ như mình tập tạ đó, mình cứ tập ngực hay tập mông thôi. À, em thích ngực to hơn anh ạ, nhìn ngực và vai nó to. Ui. Nhìn nó kiểu khỏe hơn anh ạ. Thế là em có hay tạo dáng mông không?